Bóng không qua lưới, 40 đều. Một sự thuận lợi đáng kể dành cho anh khi mà anh bị đánh giá thấp hơn ở trong trận đấu này. Trái liên tiếp của S.Baez. Cú bỏ nhỏ khá bất ngờ của S.Baez. Không qua lưới. Chịu của J.Wolf. Bóng đi ra ngoài. Bóng không qua lưới, 0-15. Bóng rơi ở trên baseline và nó khiến cho S.Baez hơi lưỡng lự một chút. Không qua lưới. Rất hay của Sebastian Baez. Bóng đi ra ngoài. Không được. Tiếp tục là cơ hội giành free point cho Sebastian Baez.
Cú đá bóng tốt của S.Baez 0-30. Bỏ nhỏ tốt của S.Baez và đó là cách rất ấn tượng để anh khép lại game vừa rồi. Cú bỏ nhỏ rất hay. Bóng không qua lưới. Một đội bóng lú rất hay của không 15. Wants to have any hope. Double break to open the set is not going to help his cause at all. Rất tốt. 0-30. Như vậy là J.Wolf đã quyết định bỏ cuộc